Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Cổ Am, cùng Chư Tăng Bổn Tự. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão, Thầy được đầy đủ nhân duyên trở ra miền Bắc, được ghé thăm chùa Cổ Am, thăm Đại Đức trụ trì Chư Tăng Bổn Tự, đồng thời cũng được thăm toàn thể quý nam nữ Phật tử nhân dịp đầu năm mới xuân Quý Mão. Thầy kính chúc Đại Đức trụ trì Chư Tăng Bổn Tự luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý nam nữ Phật tử cùng gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình có tài sản, và tài sản đó là những thứ bạc vàng, châu báu, ngọc ngà, nhà cửa, ruộng vườn, vân vân. Những cái tài sản này sẽ giúp ích cho bản thân mình, cho gia đình mình, rộng hơn nữa là giúp ích cho xã hội, cho đất nước. Do vậy, ai cũng cần phải có tài sản. Tuy nhiên, ngoài tài sản vật chất đó ra, người tu học Phật Pháp chúng ta cần có tài sản tinh thần. Chính tài sản tinh thần sẽ sinh ra tài sản vật chất. Nếu chúng ta chỉ có tài sản vật chất mà không có tài sản tinh thần, thì một ngày nào đó tài sản vật chất này sẽ bị mất bởi nhà nước tịch thu, bởi lửa cháy, bởi nước trôi, bởi trộm cướp, bởi vợ con thù nghịch phá tán. Còn tài sản tinh thần thì không bao giờ mất, bởi vì tài sản tinh thần nó là vô hình, vô tướng, cho nên không ai lấy được của mình. Tài sản đó Đức Phật có dạy 7 thứ: tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Đó là 7 tài sản thuộc về tinh thần. Nếu chúng ta tạo được thì tài sản này đời đời mãi ở bên chúng ta. Và chính những cái tài sản tinh thần này sinh ra được tài sản vật chất. Thứ nhất là tín tài. Tín tài có nghĩa là tài sản có được nhờ lòng tin. Tin là mẹ sinh ra các công đức. Người Phật tử chúng ta tin gì? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân, tin quả. Thứ nhất là chúng ta tin Phật. Vì sao chúng ta tin Phật? Vì chúng ta biết được cuộc đời của Đức Phật. Ngài vốn là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, sinh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ, Ấn Độ cổ, nay thuộc Nepal. Lớn lên, Ngài được vua cha cho ăn học
văn võ song toàn. Khi lớn lên, Ngài cũng có vợ tên là Gia Du Đà La và có một người con trai tên là La Hầu La. Một ngày nọ, Thái tử đi qua bốn cửa thành, thấy người già, người bệnh, người chết và một vị đạo sĩ tu hành. Khi đó, Ngài nhận thức tất cả chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, rồi ai cũng phải già, phải bệnh, phải chết. Đây là quy luật. Kể cả ông vua cũng phải bị chi phối bởi định luật vô thường này. Từ đó, Ngài nghĩ đến cái thân phận của mình. Trong tương lai, mình cũng sẽ làm vua. Nhưng ông vua cũng không tránh khỏi già. Ông vua cũng không tránh khỏi bệnh. Ông vua cũng không tránh khỏi chết. Cuối cùng Ngài nghĩ ra bây giờ mình phải tìm con đường gì đó thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết. Và khi tìm hiểu thì Ngài biết những vị tu sĩ đang trên con đường tìm chân lý. Nghĩa là tìm ra cái sự thật của cuộc đời này là gì. Thế là Ngài thấy rằng đây là con đường sáng để mà mình đi, để tìm ra được chân lý. Thế là Ngài xin vua cha để xuất gia, nhưng vua cha không đồng ý. Tất nhiên, thái tử trong tương lai sẽ nối ngôi vua. Làm sao mà cha lại cho con đi tu được? Với cái lòng khao khát tìm cầu chân lý, cuối cùng thái tử cũng đã vượt thành xuất gia. Sau những năm tu hành khổ hạnh tầm đạo, Ngài chứng được đạo quả và được tôn xưng là Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi thành đạo, Đức Phật bắt đầu chuyển bánh xe pháp, nghĩa là đem những giáo pháp, những chân lý mà Ngài chứng ngộ để truyền bá, giúp cho mọi người thấy được sự thật của cuộc đời này. Cho đến năm Ngài 80 tuổi thì Niết Bàn. Sau khi Ngài viên tịch, các đệ tử kết tập lại những lời Đức Phật dạy thành Tam Tạng Kinh Điển. Và bây giờ chúng ta nhờ đó mà hiểu được Phật Pháp, biết tu hành. Chúng ta tin Đức Phật là một bậc đại trí tuệ. Tại sao như vậy? Vì đọc trong Tam Tạng Kinh Điển, chúng ta mới thấy được cái giá trị cao quý. Những lời dạy rất thiết thực, đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước, cho thế giới. Và đây là một sự thật. Đức Phật không phải là một ông thần, ông thánh ở trên trời rơi xuống. Ngài cũng là con người. Mà con người này người lịch sử, chứ không phải là tưởng tượng, không phải là mơ hồ, không có lịch sử, không có căn cứ. Cho nên chúng ta tin Phật là tin như vậy. Tin Pháp. Pháp là gì? Pháp là những lời dạy của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật giúp cho chúng ta thấy rõ được thực tướng của cuộc đời này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Và Đức Phật đã chỉ cho chúng ta những phương pháp hướng thiện, hướng thượng, đi đến con đường an lạc, hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát. Phật cũng giống như một vị bác sĩ giỏi, biết bệnh cho thuốc. Giáo pháp của Đức Phật cũng giống như thuốc chữa những bệnh phiền não cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi đến con đường an vui, hạnh phúc. Chúng ta tin tưởng giáo pháp của Đức Phật sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội, cho đất nước, cho tất cả chúng sinh. Thứ ba là mình tin tăng.
Tăng là những vị xuất gia. Các vị hiện đang ngồi đây là những vị xuất gia. Các ái ly gia, nghĩa là cắt đứt tình cảm luyến ái của gia đình, lìa xa gia đình để vào chùa, vào tu viện, vào thiền viện để tu tập, sống đời phạm hạnh, không vợ, không con, không tài sản, với mục đích là thượng cầu hạ hóa, trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Hy sinh cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp giác ngộ giải thoát và hoằng pháp lợi sinh. Tất nhiên, trong tăng đoàn cũng có người này người kia. Nhưng chúng ta quy y tăng, chúng ta tin tưởng tăng là tin tưởng ở tập thể. Bởi vì tăng là một tập thể gồm 4 người trở lên. Tăng có nghĩa là hòa hợp, là thanh tịnh. Còn cá nhân người nào làm sai thì người đó phải chịu nhân quả. Chúng ta không vì một người làm sai mà mình đánh mất niềm tin với Tam Bảo, với Tăng Bảo. Nhân hư chứ đạo bất hư. Một người nào đó không giữ được phạm hạnh, làm mất niềm tin với quần chúng, với Phật tử, thì đó là cá nhân. Chúng ta đừng vì những cá nhân đó mà mình mất niềm tin đối với Tăng Bảo. Bởi vì Tăng là một tập thể hòa hợp thanh tịnh. Người này hư thì còn có người khác. Người nào tốt thì chúng ta nương tựa. Không vì một người nào hư mà chúng ta thối thất cái tâm Bồ Đề. Ông bà ta cũng có câu nói rất hay: mía sâu có đốt, nhà giọt có nơi. Ai hư thì cá nhân người đó. Chứ chúng ta không vì một cá nhân nào hư mà mình đánh giá toàn bộ chư Tăng. Như vậy chúng ta phải có niềm tin đối với Đức Phật, niềm tin đối với giáo pháp, niềm tin đối với chư Tăng. Nếu chúng ta có niềm tin chân chính đối với Đức Phật, niềm tin chân chính đối với giáo pháp, niềm tin chân chính đối với chư Tăng, thì chúng ta sẽ phát sinh ra rất nhiều công đức phước báo. Bởi vì mình có tin thì mới đến chùa, có tin mới học giáo pháp, có tin thì chúng ta mới nương tựa Tăng Bảo. Nhờ có tin như vậy, chúng ta mới hướng đến học Phật pháp, thực hành lời Phật dạy, và từ đó phát sinh ra rất nhiều công đức phước báo. Đó gọi là tín tạng, tài sản do niềm tin mà có. Thứ hai, giới tài là tài sản do giữ giới mà có. Giới có nghĩa là phòng phi trị ác, là ngăn ngừa những điều xấu ác của chúng ta. Làm ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta trong sạch, không phạm vào những điều sai trái tội lỗi. Từ đó phát sinh ra công đức phước báo. Đối với người Phật tử tại gia, chúng ta có 5 giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 5 giới này là căn bản đạo đức làm người, cũng là căn bản của giác ngộ giải thoát luân hồi sinh tử lục đạo. Tại gia thì 5 giới, các vị xuất gia thì 10 giới, 250 giới, 348 giới. Nếu chúng ta giữ giới được trong sạch thì sẽ phát sinh ra rất nhiều công đức phước báo. Vì mình giữ giới, tất nhiên là mình không có phạm giới. Mà phạm giới
hiện đời chúng ta sẽ bị quả báo đánh đập, tù tội, tử hình. Sau khi từ giã cõi đời này, chúng ta đọa vào địa ngục, làm ngạ quỷ, làm súc sinh. Ngược lại, nếu chúng ta giữ được năm giới này thì phát sinh ra rất nhiều công đức phước báo. Trước hết là ba nghiệp của mình được thanh tịnh. Kế đến là chúng ta thể hiện được cái tư cách oai nghi đạo đức, và nhờ giữ giới, nhờ các oai nghi đạo đức đó mà bản thân mình có giá trị, lời nói mình có giá trị, và mọi người sẽ quý mến, thương yêu. Khi chúng ta giữ được giới, đó là chúng ta có đức hạnh. Mà Đức Phật nói người nào có giới thì đó là hương thơm của đức hạnh. Hương thơm của đức hạnh có thể bay khắp muôn nơi. Còn hương mà chúng ta thấy ở những cái cành hoa đó, nó chỉ bay theo chiều gió thôi, chứ nó không bay ngược gió được. Còn hương người đức hạnh thì bay ngược gió, đâu người ta cũng biết hết. Điển hình như chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài tu hành giới đức trang nghiêm như vậy, cho nên tiếng thơm của Ngài bay khắp thế gian này, nơi nào cũng có thể hưởng được cái hương thơm đó. Còn cái hương thơm mà hoa chúng ta trồng đó, nó không thể bay ngược gió được. Như vậy, giới tài là tài sản do giữ giới mà có. Nhờ giữ giới mà chúng ta phát sinh ra rất nhiều công đức và phước báo. Và công đức phước báo này không phải hiện đời, nhiều đời sau nữa. Nhờ công đức phước báo của giữ giới mà chúng ta có thể tiến đến Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Thứ ba là tàm tài. Tàm ở đây có nghĩa là xấu hổ. Tài sản có được nhờ xấu hổ. Mà xấu hổ cái gì? Xấu hổ ở những điều mình làm sai trái. Thí dụ như bây giờ mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi mình làm những điều sai trái đó. Mình uống rượu vào thì say sưa, có khi nói những lời không đúng hay làm những việc không đúng. Khi mình tỉnh lại, mình cảm thấy xấu hổ với bà con, với làng xóm. Hoặc là mình lừa đảo người ta, bị phát hiện thì mình cũng xấu hổ. Hoặc là mình dụ dỗ những người khác phái để mà thỏa mãn cái dục vọng. Nghĩ lại những việc làm đó mình xấu hổ. Nhờ chúng ta biết xấu hổ cho nên không có làm những điều xấu, không làm những điều ác. Và từ đó mình phát sinh ra được cái công đức phước báo. Đức Phật dạy tàm tài, nghĩa là tài sản có được nhờ xấu hổ. Thứ tư là quý tài. Quý tài ở đây là mình sợ hãi. Tài sản có được do sợ hãi. Sợ hãi gì? Sợ hãi cái quả báo. Thí dụ như giờ mình sát sinh, giết người, thì mình sợ hãi bị quả báo hiện đời là ở tù, tử hình. Đời sau thì đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là chúng ta sợ hãi cái việc làm ác của mình. Thí dụ chúng ta ăn cắp, ăn trộm, thì mình sợ hãi bị người phát hiện, bắt được, đánh đập, giam cầm. Nhờ sợ hãi cái quả báo mà chúng ta không dám làm điều ác. Và chính chúng ta sợ hiện đời mình bị người
đánh đập, chửi rủa hoặc là bị pháp luật giam cầm tử hình mà mình không dám làm những điều ác. Và nhờ như vậy mới phát sinh ra được cái công đức phước báo. Cho nên Đức Phật gọi là quý tài, tài sản có được do sự sợ hãi những việc làm sai trái, xấu ác của mình. Vì khi quý vị có nghĩ được cái quả báo bị đánh đập, bị tù tội, bị tử hình, bị địa ngục, bị ngạ quỷ, bị súc sinh, thì chúng ta mới không làm điều ác. Còn nếu quý vị không sợ quả báo thì quý vị sẽ sẵn sàng làm rất nhiều những điều ác. Và khi chúng ta làm những điều ác thì tất nhiên có nhân thì phải có quả. Hiện đời nếu mình ăn cắp ăn trộm mà người ta không bắt được thì chúng ta cũng bị cái nhân quả của đời sau. Đừng tưởng rằng mình trốn tránh được pháp luật là xong, nhưng chúng ta trốn tránh được pháp luật chứ không trốn tránh được gì? Nhân quả. Cái gì có nhân thì có quả. Mình trốn tránh pháp luật ở trên thế gian này được, chứ chúng ta không có trốn tránh nhân quả được. Do biết sợ quả báo của việc làm ác mà mình không phạm vào tội lỗi, từ đó phát sinh ra công đức phước báo. Thứ năm là gì? Là văn tài. Tài sản có được nhờ nghe. Nghe ở đây cũng như là học. Tất cả chúng ta ngồi đây, theo thầy suy nghĩ là có rất nhiều cái nhân duyên phước báo được viết Phật Pháp, được quy Tam Bảo và được thực hành lời Phật dạy. Đối với những người đã quy Tam Bảo thì chúng ta phải nên nhớ quy y là gì? Có nghĩa là quay về nương tựa. Sau khi mình quy Tam Bảo, trở thành Phật tử, người nam gọi là Ưu Bà Tát, người nữ gọi là Ưu Bà Di. Mà Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di có nghĩa là cận sự nam, cận sự nữ. Cận sự nam, cận sự nữ là người nam, người nữ gần gũi phụng sự Tam Bảo và tu học Phật Pháp. Đã là cận sự nam, cận sự nữ, là người gần gũi Tam Bảo phụng sự Phật Pháp thì mình phải thường xuyên đến chùa. Đến chùa để làm gì? Để nghe Pháp, để đọc kinh, để hiểu được lời Phật dạy. Nếu đủ duyên nữa chúng ta công quả để tạo cái phước. Học là mình phát huy trí tuệ, nhưng mà làm công quả là chúng ta tăng trưởng cái phước. Như vậy khi mình đến chùa tụng kinh niệm Phật, đó là mình làm tăng trưởng cái trí tuệ của mình, cái hiểu biết của mình. Có trí tuệ, có hiểu biết thì chúng ta mới thực hành đúng. Trong Bát Chánh Đạo, chánh kiến là đầu tiên, là thấy đúng. Chúng ta muốn thấy đúng thì phải nghe Pháp, phải học kinh. Như vậy cái nhận thức của chúng ta mới đúng. Khi cái hiểu biết đúng thì lời nói sẽ đúng, việc làm sẽ đúng. Còn cái hiểu biết mình sai thì lời nói sẽ sai và hành động sẽ sai. Chính cái văn tài này phát sinh ra cái công đức, cái phước báo. Là vì chúng ta có nhận thức đúng, có hiểu biết đúng. Mà nhận thức đúng, hiểu biết đúng thì chúng ta mới không có làm điều sai. Quý vị không có nhận thức đúng, không có hiểu biết đúng thì dễ làm điều sai. Mà làm điều sai thì bị quả báo. Còn nếu chúng ta không làm điều sai thì chúng ta sẽ có được cái phước báo.
có được công đức. Bây giờ trong cuộc sống quý vị, thí dụ mình đi chùa mà mỗi lần có đám giỗ mình cúng con vật để cho người mất ăn, mua vàng bạc, mua nhà lầu, mua xe hơi, mua những đồ này đồ kia cúng cho người chết xài. Thì như vậy là chúng ta hiểu sai rồi. Hiểu sai cho nên mình mới làm sai. Còn nếu mà chúng ta hiểu đúng thì không làm như vậy. Trước đây do mình tin tưởng là khi người chết đó, đốt vàng mã xuống thì họ xài được, mình cúng thì họ ăn được. Nhưng mà bây giờ nhờ mình học Phật Pháp, đó, quý vị thấy không? Nhờ học Phật Pháp thì chúng ta mới có cái thấy đúng, mới có cái hiểu đúng, là mình không đốt vàng mã nữa. Đốt tiền xuống, nếu mà người thân của mình á mà đọa địa ngục, mình đốt tiền xuống có xài được không? Đã đọa địa ngục làm sao mà xài? Mà giờ ở dưới địa ngục đâu có bán hàng hóa gì đâu mà mua. Thấy chưa? Rồi bây giờ xin làm ngạ quỷ thì có xài tiền được không? Không xài tiền được. Xin làm súc sinh thì có xài tiền được không? Quý vị thấy con chó, con gà, con bò, con heo có xài tiền được không? Nó không xài tiền được. Thế mình đốt xuống thì đó chỉ là phí tiền thôi. Thay vì mình mua vàng mã đốt cho người chết thì quý vị làm phước đi, lấy cái tiền đó bố thí, cúng dường, phóng sinh, in kinh. Những việc làm này thiết thực lợi ích, tạo ra phước báo công đức cho quý vị, cho người chết. Nếu quý vị đi đến chùa thì mới hiểu được điều này. Còn mình không đến chùa, ở nhà mình nghe người ta nói làm sao thì mình cứ làm vậy. Ông bà mình ngày xưa thì chưa hiểu biết Phật Pháp cho nên làm như vậy. Bây giờ con cháu cũng làm theo. Nhưng mà nếu chúng ta đã đi đến chùa học Phật Pháp, mình hiểu ra thì chúng ta không làm nữa. Thay vì mình cúng thịt cho người mất thì thôi mình cúng chay đi. Cúng chay hay là cúng thịt người chết có ăn được không? Nếu ăn được sao quý vị cúng xong mâm vẫn còn nguyên con cháu ăn chứ thấy người chết nào ăn đâu. Giết heo, giết gà, giết vịt cúng cho người chết, rồi cuối cùng người chết không thấy ăn mà người sống ăn không. Chúng ta cúng là mình tưởng nhớ chứ không phải cúng cho người chết ăn. Nếu mà quý vị có cái tâm mà cúng cho người chết ăn như vậy á thì cũng tội nghiệp cho ông bà mình. Cả năm mà cái ngày giỗ cúng có lần, 360 ngày thì cúng có ngày, còn 300 mấy chục ngày kia cho nhịn đói. Tết thì cũng cúng cho ông bà mình ăn, rồi hết Tết rồi thôi cho nhịn đói. Thật ra xin thưa quý vị rằng nếu mình hiểu được Phật Pháp thì mình mới thấy rằng là khi chúng ta sinh ra làm người thì cái cảnh giới của mình khác, còn sinh ra địa ngục thì cái cảnh giới khác, sinh ra ngạ quỷ thì cảnh giới khác, sinh ra súc sinh thì cảnh giới khác. Chứ chúng ta đừng có lấy cái cảnh giới của người mà áp đặt cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì không được. Mình ở đây thì ăn những cái thứ đó, nhưng mà chư thiên thì không ăn giống như mình. Người ta ăn ngon gấp trăm lần mình. Và có những cái cảnh giới họ không có ăn, họ chỉ hưởng cái mùi thôi là họ đủ no rồi. Cho nên là chúng ta nhờ học Phật Pháp mà mình biết được cái sự thật, để rồi mình không làm sai. Nhờ vậy mà phát sinh ra được cái công đức phước báo. Đó gọi là gì? Văn tài. Tài sản có được nhờ nghe Pháp, học Pháp. Tài sản thứ sáu đó là gì? Thí tài. Là tài sản có được
do bố thí. Bố thí là gì? Là mình cho cái gì? Cho những tài sản, những thứ mà mình làm ra giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, hoặc đau bệnh, hoặc tai nạn, hoặc gặp những điều bất hạnh. Và cái cho này, ngoài vật chất, chúng ta còn có những cái cho về tinh thần. Chẳng hạn như mình khuyên người ta đi chùa để người ta hướng thiện, hướng thượng. Đó cũng là cái cho. Rồi quý vị nói pháp cho người ta nghe, hiểu được, biết tu hành, làm lành, lánh dữ, tu nhân, tích đức. Thì đó cũng là cái cho. Mà bố thí với mục đích thứ nhất á, là đối trị với cái lòng tham. Cái người thì có lòng tham thì không bao giờ cho ai hết. Mà có cho thì cũng tiếc. Tiếc như là cắt thịt xẻ da. Còn bây giờ chúng ta phát khởi được cái lòng thương, mình biết bố thí, đó là đối trị với cái lòng ích kỷ, tham lam, bỏng sẻn. Đồng thời nhờ cái bố thí mà chúng ta tạo được cái gì? Cái phước. Khi quý vị gieo một cái hạt lúa xuống thì nó lên cây lúa. Và một cây lúa nó ra bao nhiêu? Ra một hai bông lúa. Mà bông lúa thì nhiều hay là ít? Nhiều. Thấy chưa? Chúng ta gieo một hạt lúa, nó lên một cây lúa, nó ra một bông lúa. Mà một bông lúa đó có cả hàng trăm hạt. Như vậy khi chúng ta biết bố thí, có nghĩa là chúng ta đang tạo cái phước cho mình. Ở đời này, đời sau mình được hưởng. Cho là còn có mất đâu. Gieo nhân hái quả thì cũng thâu về mình. Chứ không ai lấy đó của mình hết. Chính những cái phước báo này, cái tài sản này không ai lấy được của quý vị hết. Chứ còn tiền của nhà, cửa, đất, đai, tất cả mọi thứ ở trên đời này người ta còn lấy được. Chứ còn cái tài sản mà mình thực hiện như vừa nãy chúng ta đang được nghe đó, tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, những thứ này không ai lấy được của mình. Và mình sẽ hưởng không những đời này và cả những đời khác. Và chính những cái tài sản tinh thần này nó mới phát sinh ra cái tài sản vật chất. Quý vị nên nhớ điều đó. Cho nên chúng ta bố thí cũng là một cách giữ của tốt nhất. Bởi vì quý vị thấy khi chúng ta sinh ra trên đời này là hai bàn tay trắng, thì chết chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng đem đi thôi. Chứ mình cũng không đem được tiền, không đem được của, không đem được nhà, không đem được xe, không đem được ruộng, không đem được tất cả những thứ tài sản ở trên cuộc đời này. Vậy thì quý vị nếu biết thực hiện thí tài này là quý vị đem đi được. Quý vị bố thí có nghĩa là quý vị đang gửi tài sản vào ngân hàng. Ngân hàng gì? Ngân hàng nhân quả. Đời sau của mình được hưởng, không có mất đâu hết. Cho nên thí tài là tài sản có được nhờ bố thí. Cái thứ bảy là gì? Là tuệ tài. Tài sản có được là do cái trí tuệ. Chúng ta thấy Đức Phật dám bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để đi vào rừng tìm cái gì? Tìm tài sản trí tuệ. Cho nên khi mà Ngài thành đạo, Ngài nói ra rất nhiều cái pháp môn, rất nhiều cái phương pháp để giúp cho chúng ta chuyển hóa khổ đau, giúp cho chúng ta hướng thiện, hướng thượng, giúp chúng ta đến chỗ an lạc, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. Và bây giờ kho tàng trí tuệ mà còn lại đó là Tam Tạng Kinh Điển. Cái đó rất là có giá trị quý vị. Quý vị thấy không? Thân Đức Phật bây giờ còn hay mất? Mất rồi. Hơn 2.500 năm nay rồi. Nhưng mà cái gì còn lại? Trí tuệ.
Thấy chưa? Bây giờ những lời dạy của Ngài còn đó. Như vậy rõ ràng là cái tài sản trí tuệ nó còn mãi mãi với cuộc đời. Thân của Ngài mất, nhưng mà lời dạy của Ngài vẫn còn. Như vậy là Ngài còn sống hay Ngài mất? Vẫn sống. Sống đời đời, sống mãi mãi, không bao giờ chết. Quý vị thấy không? Nếu mà quý vị đầu tư cho cái tài sản trí tuệ này, quý vị cũng sẽ sống mãi với thời gian, với cuộc đời này. Trí tuệ ở đây, Đức Phật cho mình biết trí tuệ gì? Cái trí tuệ nhận thức được khổ và nguyên nhân của khổ. Tại sao chúng ta khổ? Tại sao chúng ta sinh ra trên cuộc đời này? Nó có nguyên nhân. Đó là do tham sân si ái. Nếu chúng ta diệt trừ được tham sân si ái này thì mình sẽ có được an lạc hạnh phúc. Trí tuệ ở đây là cái trí tuệ thấy được tứ đế, thấy được sự thật của cuộc đời này là khổ, là vô thường, là vô ngã. Bản chất của cuộc đời này là khổ. Mà bây giờ chúng ta muốn biết khổ là cái gì thì mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân của nó. Và khi mình tìm hiểu được nguyên nhân của nó rồi, mình cố gắng đoạn trừ cái nguyên nhân đó thì chúng ta sẽ có được an vui hạnh phúc. Đó là cái tài sản có được là nhờ cái trí tuệ. Cho nên gọi là tuệ tài. Tóm lại, trong bảy cái tài sản đó, thứ nhất là gì? Tín tài. Thứ hai là gì? Giới tài. Thứ ba là gì? Tàm tài. Thứ tư là gì? Quý tài. Thứ năm là gì? Văn tài. Thứ sáu là gì? Thí tài. Thứ bảy là gì? Tuệ tài. Nhớ chưa? Tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này, ai cũng phải có tài sản. Nhưng tài sản về vật chất không bền. Tài sản mà Đức Phật dạy chúng ta, nó thuộc về tinh thần. Mà tài sản này thì nó sẽ bền vững, không ai lấy được của quý vị. Nhắc lại để cho quý vị nhớ, tài sản có được do niềm tin, gọi là tín tài. Tài sản có được do giữ giới, gọi là giới tài. Tài sản có được do sự hổ thẹn, gọi là tàm tài. Tài sản có được do sự sợ hãi, gọi là quý tài. Tài sản có được do nghe pháp, học pháp, gọi là văn tài. Tài sản có được do bố thí, gọi là thí tài. Và cuối cùng, tài sản có được là do trí tuệ, thì đó gọi là tuệ tài. Thầy mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta cố gắng thực hành bảy cái tài sản này trong đời sống của mình, thì chúng ta sẽ có được cái phước báo, cái công đức. Và cái tài sản này không ai lấy được của mình. Mình sẽ hưởng từ đời này cho đến đời sau, mãi đến lúc chúng ta thành tựu được Phật quả. Cuối cùng một lần nữa, Thầy kính chúc Thầy trò Chùa Cổ Am luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến quý Phật tử cùng gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.